Gia đình anh Nguyễn Văn Nam gồm 3 thành viên, trong đó có một bé nhỏ gần 2 tuổi trở về từ Hàn Quốc, hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Do có con nhỏ, gia đình được bố trí ở chung một phòng để thuận lợi cho sinh hoạt. Tại đây, gia đình đã được các y bác sĩ kiểm tra, thăm khám, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Chăm sóc của bệnh viện thì rất tốt ạ. Và không gian thoáng mát, cháu nó cũng được khỏe mạnh, cũng tinh thần cũng yên tâm. Bây giờ thì cảm thấy tư tưởng nó thoải mái hơn khi mình đang ở bên Hàn Quốc ạ. Còn đây là những hình ảnh được ghi nhận tại khu vực cách ly ở quận 2. Khu vực này đa phần dành cho người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người vừa trở về từ vùng có dịch, chị Kyung Suk Lim đã ở đây được vài ngày và bắt đầu quen dần với việc cách ly. Khi tôi đến đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy rất sợ, bởi vì ở đây có một mình tôi đến cách ly. Ở đây mọi người cấp cho tôi những vật dụng cá nhân, nên tôi đã cảm nhận được mà thay đổi được suy nghĩ trong trái tim tôi. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2 khu cách ly tập trung của thành phố và 24 khu cách ly tập trung tại 24 quận huyện với hơn 600 trường hợp bắt buộc cách ly. Ngoài ra, thành phố vẫn còn hơn 500 trường hợp tự cách ly tại nhà. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc cách ly cho hơn 3.000 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Nếu người nghi nhiễm COVID-19 được chẩn đoán không mắc bệnh, thì những người cách ly do tiếp xúc gần với người này sẽ kết thúc việc cách ly.